Mày đâu? Dạ. Giúp thư cò giọng ở chỗ bụng. Dạ. Dạ. Ông để tôi. Ăn đi. Ăn. Tứ cò, mày biết cái dựa cá trời cho này của ai không? Dạ biết. Ông Hương Quảng đã trúng thầu lên làm chủ dựa cá này. Mày có biết cái tội ăn trộm cá trong dựa của anh tao là phải xử ra sao hay không? Dạ xin Hương Quảng tha tội cho tôi. Tôi lỡ dại gì nói quá. Mày đã biết tội thì tao cũng ráng làm phước cho mày. Dạ đội ơn ông Hương Quảng. Khỏi. Dù sao tao với mày cũng sống chung với nhau trên mảnh đất này. Không lẽ tao có ăn mà để mày nhịn đói? Dạ. Dạ đội ơn các ông. Dạ. Dạ đội ơn ông Hương Quảng. Tôi có. Dạ. Giờ thì mày phải ăn hết những gì mày trộm của tao đi. Dạ. Dạ lại. Dạ lại. Lại ông. Ăn đi. Xin ông làm phước. Mày đâu? Dạ. Giúp thư cò giọng ở chỗ bụng. Dạ. Dạ. Ông để tôi. Ăn đi. Ăn. Thưa ông. Sao? Dạ. Xin ông tha cho. Xin ông làm phước. Dạ tôi. Tôi. Lôi nó lên đây. Mày không nuốt nổi hai giỏ cá đó mà mày dám kêu đói. Vậy là mày cố tình ăn trộm của tao rồi. Không có đâu. Đưa tờ văn tự cho nó. Điểm chỉ vô, coi như mày mắc nợ tao. Trời đất ơi. Cha con tôi cơm không có ăn. Giờ lại mắc nợ ông vậy chết rồi. Nợ thì mày còn có cơ trả. Chứ còn mất mạng rồi thì mày xuống âm phủ mà ở. Đó, tao cho mày lựa chọn. Thank you.